người mẹ buộc dây chun vào tay con mới sinh khiến cánh tay thâm đen. Mới đây, một người mẹ ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã suýt khiến con mình bị cắt cụt tay sau khi buộc chun vào cổ tay bé và quên mất. Cụ thể, một em bé đã phải nhập viện trong tình trạng bàn tay thâm đen. Khi gia đình đưa đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán mắc hội chứng khoang ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ đã phát hiện tay bé có dấu hiệu bị buộc lại chứ không phải do bệnh. Khi hỏi kỹ hơn thì gia đình thừa nhận mẹ bé đã buộc chun vào tay con mình và để vậy qua đêm. Mẹ bé cho biết do thấy quần áo của con hơi rộng nên đã sử dụng chun buộc lại vào bắp tay trái của bé. Do mải làm việc nên đã quên mất đến 7 giờ sáng hôm sau, bố cháu phát hiện có điều gì đó không ổn khi thấy các ngón tay của cháu bé chuyển sang màu đen. Sau khi đưa vào khoa hồi sức tích cực sơ sinh, bệnh viện đã kết hợp điều trị và cứu thành công cánh tay của bé.